Do đã lâu không lọt vào bán kết Champions League nên cả AC Milan lẫn Inter Milan đều đã nhập cuộc rất quyết tâm trong cuộc đối đầu ngày hôm qua. Thế nhưng De Zerbi là bên chơi hiệu quả hơn khi mở được tỷ số ở ngay phút thứ 8 do công của Edin Dzeko. Không những vậy mà thầy trò Stefano Pioli còn đang choáng váng sau bàn thua đầu tiên thì họ đã đẩy thủng lưới thêm một lần nữa ở phút thứ 11. Người ghi bàn trong tình huống này là Henrik Mkhitaryan và hay không nghiêng về phía nửa xanh thành Milan là kết quả sau 45 phút đầu tiên. Hiệp 2 chứng kiến sự giằng co khi cả hai bên đều có những cơ hội của riêng mình. Tuy vậy, sự vô duyên đã khiến nửa sau cuộc đấu thiếu vắng bàn thắng và tỷ số 2-0 nghiêng về phía Inter Milan là kết quả cuối cùng của trận derby. Thắng lợi quan trọng này đang giúp thầy trò Simone Inzaghi nắm lợi thế lớn trước cuộc tái đấu sau đây một tuần. Ả Rập Xê Út ra đề nghị điên rồ với Messi. Hãng thông tấn AFP mới đây đã cho biết một nguồn tin thân cận từ phía Saudi Arabi đã tiết lộ rằng bản hợp đồng mà họ đề nghị với Messi sẽ là bản hợp đồng siêu đặc biệt. Lionel Messi sẽ tiếp tục sự nghiệp bóng đá của xa rồi này vào mùa giải tới. Nhà vô địch thế giới 2022 đã đạt được thỏa thuận miệng nhưng vẫn còn một vài chi tiết cần hoàn thiện. Theo đó, Al Hilal chính là điểm đến sắp tới của Messi. Đội bóng này đã đề nghị bản hợp đồng 2 năm kèm điều khoản thêm mùa thứ 3 tùy chọn. Mức lương lên đến 500 triệu euro trên mùa. Với số tiền khổng lồ nói trên, những cuộc đàm phán không nhất thiết phải kéo dài và thời hạn giao kèo cũng không phải là vấn đề lớn. AFP cũng nhấn mạnh rằng mọi thứ đều phù hợp với mong muốn của ekip Messi. Vấn đề là liệu bản thân ngôi sao 35 tuổi này có thực sự muốn thi đấu tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia hay không? Messi được cho là chưa từ bỏ mong muốn tham dự Copa America 2024, thậm chí là cả World Cup 2026. Do vậy, ưu tiên hàng đầu của anh là tiếp tục thi đấu ở một giải đấu giàu sức cạnh tranh để duy trì phong độ cũng như trạng thái thể lực. Cuộc cạnh tranh giữa nhóm ứng viên Qatar và người giàu nhất nước Anh, Sir Jim Ratcliffe vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Tuy vậy, dường như vị tỷ phú đến từ châu Á đã thành công trong việc lấy được lòng của phần lớn các Malaysian. Nguyên nhân là bởi ngoài sự hứa hẹn về tài chính thì Sheikh Yassin còn đang ấp ủ mời những cầu thủ xuất sắc nhất dưới thời Sir Alex Ferguson về lại Man United để đảm nhận những vai trò nổi bật. Theo đó, động thái này có thể mở đường cho những Gary Neville, Postgold và Roy Keane xuất hiện ở Trafford trong thời gian tới. Ngoài những thành công trên sân cỏ trong thời gian ở đây thì Brighton còn thường xuyên gây ấn tượng bởi sự khó chơi trên thị trường chuyển nhượng. Ví dụ gần nhất chính là việc chim mỏng biển đã giữ chân thành công Moses Caicedo, dù cho cầu thủ này đã tự đăng một bức tâm thư lên trang cá nhân để bày tỏ nguyện vọng ra đi. Tuy vậy, dường như ba lãnh đạo câu lạc bộ áo sọc trắng xanh đã bắt đầu đổi ý và sẵn sàng chia tay nhân tố 21 tuổi. Theo đó, đoàn quân huấn luyện viên Roberto De Zerbi sẽ cân nhắc bán cầu thủ người Ecuador nếu nhận được mức giá từ 80 triệu bảng trở lên. Đây thực sự là một thông tin đáng cân nhắc với các đại gia đang muốn có Casido như Arsenal, Man United, Liverpool hay Chelsea. Khang khẳng định thầy Chelsea muốn hạ thả lặng. Tiền vệ Quân Văn Khang cho biết, huấn luyện viên Philippe Chelsea đã thúc đẩy tinh thần toàn đội U22 Việt Nam hướng đến chiến thắng trước Thái Lan ở trận cuối bảng B CM32 diễn ra hôm nay. Văn Khang cho hay, sự chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan sắp tới không khác gì những trận đấu trước. Chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới. Huấn luyện viên trưởng luôn thúc đẩy toàn đội hướng đến chiến thắng, không chỉ riêng trên Thái Lan mà còn ở mọi trận đấu. Hiện tại, Việt Nam và Thái Lan đang sát sạch vào đầu bảng, nên trận tới sẽ mang ý nghĩa tranh đoạt đầu bảng và chọn đối thủ đá bán kết. Văn Khang thậm chí không phủ nhận anh và đồng đội đã nghĩ về chung kết, nhưng để làm được điều đó, U22 Việt Nam cần vượt qua từng đối thủ. Nếu có được chiến thắng cho U22 Thái Lan, U22 Việt Nam sẽ dẫn đầu bảng B và gặp Myanmar thay vì Indonesia. Đây sẽ là mục tiêu mà chúng ta hướng đến. Thái Lan cũng nghĩ như vậy. Thế nên trận đấu sắp tới được dự báo sẽ rất hấp dẫn và căng thẳng. Trận đấu giữa Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra lúc 19 giờ hôm nay tại sân Visakha. Trong vài tuần gần đây thì những tin đồn về việc Paris Saint-Germain đang nhắm đến Mourinho như một lựa chọn cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đã xuất hiện rất nhiều và thậm chí một vài tờ báo còn cho rằng hai bên đã có những cuộc gặp đầu tiên. Tuy vậy, dường như người đặc biệt muốn giữ sự tập trung cho các thủ AS Roma nhưng đã khá út mở khi được hỏi về việc được ông lớn nước Pháp quan tâm và phát biểu: "Nếu họ đang tìm kiếm tôi thì chắc họ cũng chưa tìm thấy và không nói chuyện với tôi." Michael Carrick đang có những bước tiến vững chắc trên sự nghiệp huấn luyện viên và điều này giúp cho ông thầy trẻ nhận được kỳ vọng về việc sẽ được ngồi vào chiếc ghế nóng ở Old Trafford trong tương lai. Điều này cũng được chính ông thầy cũ của Quỷ Đỏ là Ole Gunnar Solskjaer ủng hộ qua phát biểu: "Tôi chắc chắn 100% rằng Michael Carrick sẽ là huấn luyện viên của Man United nếu anh ấy muốn." Với mục tiêu nâng cấp tuyến giữa vào hè này thì không loại trừ khả năng hai ông lớn của thành Manchester sẽ sớm đại chiến với nhau trên thị trường chuyển nhượng. Theo tờ The Sun, đoàn quân của Pep Guardiola và Quỷ Đỏ đang cùng để mắt đến tài năng Che Nua của Benfica,
Được biết, cầu thủ gốc Việt giành phong ba mới năm nay 18 tuổi và được đánh giá rất cao về tiềm năng phát triển. Bên cạnh hai đại gia của EPL thì AC Milan và Juventus được cho là cũng rất quan tâm đến viên ngọc quý của Benfica. Con trai Beckham có danh hiệu đầu tiên với Brentford. Wolves Brentford vừa qua giành chiến thắng 2-1 trước Wolves Brighton ở trận đấu chung kết, qua đó giành chức vô địch giải Champions League. Ở trận này, Romeo ngồi dự bị và không được ra sân thi đấu. Sau khi trận đấu khép lại, con trai của Beckham vào sân ăn mừng và nâng cao chức vô địch cùng đồng đội. Truyền thông Anh cho biết David Beckham và Cruz, em trai của Romeo, không có mặt trên khán đài trong ngày Wolves Brentford đăng quang. Cả hai sang Tây Ban Nha để theo dõi trận bán kết lượt đi Champions League giữa Real Madrid và Manchester City. Trên trang cá nhân, Romeo đăng tải hình ảnh với danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp. Bài đăng này thu hút rất nhiều lượt tương tác. Nhiều người hâm mộ và chúc mừng gặp con trai của Beckham. Romeo được Inter Miami đưa bóng trong bố David Beckham làm đồng sở hữu cho Brentford B mượn 6 tháng ở mùa giải 2023 và thể hiện tốt. Lãnh đạo đội bóng nước Anh muốn tiếp tục mượn Romeo ở mùa kế tiếp. Phía Brentford phủ nhận việc Romeo là bài hợp đồng thương mại của câu lạc bộ. Ông cho rằng đây là môi trường thích hợp để con trai của Beckham chui rèn bản thân và tích lũy kinh nghiệm. Trong quá khứ, Romeo từng ăn cặp tại học viện của Arsenal, bị cắt hợp đồng vào năm 2015. Romeo là đứa con duy nhất của Beckham từ bóng đá cho đến nay. Ngày hôm qua, thì thông tin về việc ngôi sao Thomas Müller đang cân nhắc rời Bayern Munich đã liên tục xuất hiện và khiến các fan vùng xám xứ Bavaria đang đứng ngồi không yên. Tuy vậy, các nguồn tin cho biết cầu thủ người Đức vẫn chưa có thể đạt chính thức nào đến với huấn luyện viên Thomas Tuchel hay các thành viên trong ban huấn luyện. Về phía đội chủ sân Allianz Arena thì họ vẫn muốn giữ Müller lại ít nhất cho đến khi hết hạn hợp đồng vào năm sau. Các cuộc thảo luận nhiều khả năng sẽ được diễn ra vào hè này khi chiến dịch Bundesliga của vùng xám kết thúc. Thêm một thông tin liên quan đến Bayern Munich thì đội bóng này vừa đón liên tiếp những tín hiệu vui về lực lượng giữa bối cảnh cuộc đua tranh chức vô địch ở Bundesliga đang trở nên rất hấp dẫn. Theo đó, chỉ vài ngày sau khi Upamecano xuất hiện trên sân tập thì đến lượt tiền đạo Choupo-Moting cũng đã trở lại. Các hình ảnh cho thấy chân sút 34 tuổi đã hoàn toàn khỏe mạnh và rất có thể cầu thủ này sẽ được huấn luyện viên Thomas Tuchel sử dụng trong trận đấu với Schalke vào thứ bảy tới. Với việc có khả năng được dự đấu trường châu Âu vào mùa sau, thì Aston Villa đang đẩy nhanh tiến độ để mang về những tân binh chất lượng. Theo tờ Marca, huấn luyện viên Unai Emery rất ngưỡng mộ ngôi sao Marco Asensio của Real Madrid và đang muốn đưa cầu thủ này về với xứ sở sương mù. Được biết hiện tại thì ngôi sao của Tây Ban Nha vẫn đang bỏ ngỏ khả năng chia tay kỳ tiền trắng và cơ hội hiện dành cho tất cả các bên. Busquets chính thức tuyên bố chia tay Barca. Trên trang cá nhân, tiền vệ Sergio Busquets đã chính thức xác nhận rời Barcelona sau 18 năm gắn bó. Anh biết, thật vinh dự và tự hào khi được khoác lên màu áo Barca. Tuy nhiên, câu chuyện nào cũng sẽ đến hồi kết. Quyết định của tôi đến vào đúng thời điểm. Tôi muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng tôi suốt những năm qua. Huấn luyện viên Xavi Hernandez muốn giữ chân đội đội cũ thêm một mùa giải nữa. Hồi tháng 1, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha tiết lộ Busquets được toàn quyền quyết định chuyện tương lai. Tuy nhiên, đôi bên không thể thống nhất được việc dàn hợp đồng. Điểm đến tiếp theo của Busquets vẫn chưa được tiết lộ. Các đội bóng tại Saudi Arabia và Mỹ đang quan tâm đến tuyển thủ của Tây Ban Nha. Busquets nằm trong số những cầu thủ nhiều lần chấp nhận giảm lương để hỗ trợ câu lạc bộ vượt qua đại dịch trong mùa giải 2021-2022. Tuy nhiên, đội chủ sân Camp Nou vẫn tiếp tục cắt giảm khoảng 200 triệu euro tiền lương ở mùa giải 2023-2024 để đáp ứng tiêu chuẩn do ban tổ chức La Liga đặt ra. Như vậy, Busquets có thể không phải là cựu binh duy nhất rời bằng sải này. Busquets được đôn lên đội 1 của Barca vào năm 2005 trước khi trở thành nhân tố không thể thiếu của câu lạc bộ này trong gần 2 thập kỷ qua. Cầu thủ 34 tuổi này góp công lớn giúp câu lạc bộ xứ Catalonia giành 31 danh hiệu, trong đó có 8 La Liga và 3 Champions League. Khi chuyển nhượng hè đang đến gần và Newcastle được cho là rất khẩn trương trong các nỗ lực tiếp cận ngôi sao James Maddison của Leicester. Khả năng thành công của thương vụ này không phải là thấp khi nhân tố người Anh đã úp mở việc chia tay bởi cáo bất chấp việc câu lạc bộ này có chỗ hạng thành công hay không. Tuy nhiên, những đồn đoán với cầu thủ 26 tuổi đã gây chia rẽ lớn trong lòng đội bóng vùng Đông Bắc. Trong khi một số fan đánh giá cao Maddison thì không ít cổ viên cho rằng tài năng của cầu thủ này đã bị thổi phồng và ký hợp đồng với Anh sẽ là một thương vụ mạo hiểm với Newcastle.